tại sao lại có chư tăng nam tông thọ dụng thực phẩm động vật có phải đức phật đã cho phép chư tăng thọ dụng thực phẩm động vật hay không để trả lời những câu hỏi này và làm sáng tỏ phật giáo các nhà sư nam tông không biết dựa vào lời dạy nào của đức phật mà dám thọ dụng thịt động vật thưa quý hòa thượng quý sư thầy và các phật tử hãy đọc lại bài kinh số năm mươi lăm Chivaka, Trang 71, Kinh Trung Bộ Tập 2, Tạng Kinh Việt Nam do Hòa Thượng Minh Châu chuyển ngữ từ tiếng Bali sang Việt ngữ. Trong bài kinh này, đoạn kinh thứ nhất Đức Phật đã dạy người tu sĩ không được thọ dụng thịt động vật, thấy, nghe và nghi. Phật dạy lần thứ hai Này Chivaka! ta nói trong ba trường hợp: thịt được thọ dụng, không thấy, không nghe và không nghi. Có lẽ, dựa vào lời dạy này mà các nhà sư Nam tông đã dùng lý luận biện hộ cho những hành động tội ác của mình. Không thấy nghĩa là không thấy người giết con vật để cúng dường cho mình. Không nghe nghĩa là không nghe tiếng kêu của con vật khi bị giết để cúng dường cho mình. Không nghi nghĩa là thấy thực phẩm động vật phật tử cúng dường không nghi ngờ người ta giết con vật làm thực phẩm để cúng dường cho mình cho nên trong bài kinh chivaka có mở ngoặt và đóng ngoặt vì mình mà giết bốn chữ này là do người sau tiếp thêm vào để thỏa mãn dục vọng tham mang thịt chúng sanh xưa các tổ không có điều gì mà không dám làm họ thêm bớt rất nhiều trong kinh sách nguyên thủy ngày nay cũng vậy họ cũng dám lý luận làm sai lệch lời dạy của đức phật có khi vì bảo vệ danh dự của mình trong lúc vi phạm giới luật và cũng có khi vì không hiểu phương pháp hoặc do tu tập chưa chứng nếu bài kinh chấm dứt ở đây thì chúng ta khó làm sáng tỏ được phật giáo nhưng bài kinh lại dạy tiếp phần thứ hai và phần thứ ba nên chúng ta mới thấy rõ bộ mặt bất thiện và lòng tham dục của các nhà sư nam tông khéo thêm thắt khéo lý luận bóp méo kinh sách của đức phật để gây tội ác tày trời nên tất cả các tứ phật giáo nam tông tu hành chẳng đến đâu nhập định điên khùng minh sát tuệ tu hành không đúng tứ niệm xứ và tứ thánh định của đạo phật bởi tu hành mà còn ăn thịt chúng sanh thì thành ác quỷ chứ làm sao thành Phật được. Đạo Phật là đạo đức của loài người. Đạo đức của loài người sao lại nở nhẫn tâm ăn thịt chúng sanh mà không chút lòng thương yêu? Vậy, những người tu sĩ này có phải là tu sĩ của đạo Phật hay không? Xin các bạn trả lời cho cũng trong bài kinh ấy, Đức Phật dạy tiếp cho các vị tỳ kheo không nên ăn thịt chúng sanh bằng phương pháp tu tập và trau dồi tứ vô lượng tâm. Với ý nghĩa của đoạn kinh này, khi một vị tỳ kheo ăn uống thì phải quan sát khắp cùng trên món ăn của mình, đồng thời khởi tâm từ bi thương xót tất cả muôn loài chúng sanh. Nếu thấy có thịt chúng sanh, thà chết chớ không ăn. Đó là thực hiện đạo từ bi, lòng hiếu sinh của mình. Bài pháp dạy rõ ràng như vậy, thế mà các nhà sư Nam tông nỡ nhẫn tâm ăn thịt được thì chúng tôi rất thương hại cho họ. Chỉ một đời tu hành mà chẳng có ích lợi gì cho bản thân mình, cho tất cả chúng sanh. Văn kinh này, Đức Phật đã xác định rõ ràng một người tu sĩ đạo Phật Phải luôn tu tập tứ vô lượng tâm Người đã tu tập tứ vô lượng tâm Thì còn lòng dạ nào ăn thịt chúng sanh được Phải về không các bạn Một bài kinh rất có giá trị Với các tu sĩ Nam Tông Bài Chivaka Trong Trung Bộ Kinh Đã khẳng định người tu sĩ đạo Phật Không được ăn thịt chúng sanh Nên ăn thực phẩm, thực vật với mục đích là để trau dồi tâm từ bi hỷ xả của mình để ly dục ly ác pháp khiến cho thân tâm thanh tịnh nhập được các loại thiền định làm chủ được sự sống chết luân hồi ngược lại một người tu sĩ còn ăn thịt chúng sanh tức là tâm dục chưa ly ác pháp chưa lìa thì rất uổng cho một đời tu hành theo đạo phật mà chẳng hưởng được sự giải thoát của Đạo Phật mà lại còn đọa vào địa ngục. Địa ngục ở đây không phải cõi địa ngục mà là trạng thái đau khổ của thân hay phiền não của tâm. Tu mà còn tâm ác như vậy thì phải mang nợ đàn na thí chủ muôn đời, muôn kiếp. Hiện giờ, các nhà sư Nam Tông ăn uống cho khoái khẩu, thân hình mập béo, lấy ác pháp mà nuôi thân mạng thì thân mạng này phải chịu thọ khổ muôn vàng vì đã đem vào thân những sự đau khổ của chúng sanh thì làm sao tránh khỏi sự đau khổ ấy. À quý Phật tử nên lưu ý lời dạy của Đức Phật, ăn thịt chúng sanh phải không thấy, không nghe và không nghi. Lời dạy này có nghĩa là trong sự ăn uống phải trau dồi mắt tai của mình và ý tứ cẩn thận. Khi ăn, khi uống, phải biết rõ trong thực phẩm đang ăn có xương máu và sự chết chóc đau khổ của chúng sanh trong đó hay không. Nếu có, chúng ta thà chết trong giới luật của Phật, chớ không ăn mà phạm giới. Tại sao vậy? Tại vì người tu sĩ đạo Phật thường trau dồi tu tập tâm mình lòng thương yêu rộng lớn đối với tất cả chúng sanh, đối với nhân loại khắp mười phương thế giới. Nếu chúng ta chỉ vì bổ béo cho xác thân vô thường bất tịnh này mà chạy theo dục lạc, ảo giác ngon ngọt của vị giác, thì chúng ta chưa phải là một vị tu sĩ đạo Phật chân chánh, có lòng từ bi. Đạo Phật ăn chay trên ăn chay, ăn chay vì lòng thương yêu chúng sanh vô bờ bến. Ngược lại, trong thế gian này có những người ăn chay không ăn thịt chúng sanh, nhưng là thực phẩm giống như thịt chúng sanh thì đó là ăn chay theo kiểu phàm phu. Ăn chay còn thèm thịt nên tạo thực phẩm chay giống như thực phẩm thịt chúng sanh để ăn đỡ thèm. Cách thức ăn chay như thế, Đức Phật không chấp nhận Đạo Phật tu thật Làm việc thiện Từ trong lòng thiện sanh ra Ăn chay vì thương xót chân thật Đối với chúng sanh Nên không nỡ ăn thịt chúng sanh Ăn chay chỉ vì sợ địa ngục Sợ quỷ vô thường Quỷ già dạ xoa hành hạ Thiêu đốt, đâm chém, cắt lưỡi, móc họng rút gân vân vân ăn chay để cầu sanh về cực lạc, thiên đường, vân vân. Ăn chay để cầu cho tai qua nạn khỏi, bệnh tật tiêu trừ, tuổi thọ sống lâu, vân vân. Ăn chay như vậy, đạo Phật không chấp nhận